Từ lâu nay, các món ăn chế biến từ cá đã trở nên quen thuộc với mỗi du khách khi đến với Hòa Bình. Nguyên liệu đơn giản nhưng qua bàn tay khéo léo, tinh tế của những người phụ nữ nơi đây, cùng với các loại gia vị độc đáo của địa phương đã khiến các món ăn trở nên hấp dẫn, lôi cuốn. Loại cá này là cá thiểu, cá ngão ấy, cá ngão sông Đà mình ấy. Thế với lại cá lăng, gắp thế nào cho nó đẹp con cá và mình nướng thế nào để cho nó vàng. Nướng ngon thì mình phải tẩm ướp gia vị vào rồi mình đốt lửa lên cho nó có khi nào nó có than. Than thì bắt đầu mình cho gạt bỏ lửa ra, mình lấy than nguyên cái than hoa của nó thôi để mình nướng. Để nó cho nó vàng, nó ngấm gia vị vào thì nó ngon hơn. Cá ăn thì bao giờ nó ngọt mà nó thơm hơn, thịt hơn. Cá nướng, tôm nướng vùng lòng hồ Hòa Bình mang những đặc tính riêng biệt, không cầu kỳ, rất bình dị, đơn giản. Thưởng thức những món ấy, du khách không chỉ thấy được vị đặc biệt của cách chế biến mà còn có thể hiểu, khám phá thêm nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán trong sinh hoạt và tinh thần của người dân địa phương. Ngày hôm nay thì đội chúng em lên đây để đi tham quan cũng đi du lịch luôn. Thì bọn em ăn đồ ăn đây cảm thấy rất là ngon và nói chung là cũng khá là sạch sẽ. Ở đây thì có cơm lam và cá nướng thì bọn em thích cá nướng hơn. Chấm với cả cái mắc khén nó rất là thơm, nó ngọt, cá rất là ngọt ạ. Nó giữ nguyên được cái vị cá. Một cái ngõ nhỏ rất là đáng yêu với những cái món ăn đặc trưng của vùng, với những đặc sản của sông Đà, cá nướng các loại, có tôm và rất là nhiều món, thực sự là rất là kích thích. Và cái cảm giác ai đến đây cũng muốn được ngồi lại để thưởng thức cái món đặc sản ở đây. Mình nghĩ rằng ở đây cũng là một trong những cái để thu hút khách khi đến đây và họ sẽ có những cái quà mang về nhà. Người dân sống quanh vùng lòng hồ với tình yêu lao động đã tạo nên những nét ẩm thực đặc sắc riêng, chứa đựng hồn cốt của bà con nơi đây. Trong tương lai, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nền văn hóa giàu bản sắc, những bản làng của người dân quanh vùng lòng hồ sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn ở miền núi Hòa Bình.